Hello, xin chào các em. Hôm nay chị Ami mang đến cho các em một video mới đây. Chúng ta sẽ cùng làm đẹp cho một cô nàng búp bê có da hơi ngâm một tí nha. Và mái tóc thì cực kỳ rối luôn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên chị Ami sẽ phải gội đầu cho búp bê này trước, bởi vì chị thấy búp bê này tóc vẫn có thể phục hồi dễ dàng, nên chị sẽ sử dụng dầu gội đầu và gội đầu nhé. Hãy nhớ là dùng tay và xoa xoa nhẹ phần tóc để tất cả bụi bẩn đều được loại bỏ. Và đồng thời chúng mình sẽ lau mặt cho búp bê luôn. Bây giờ thì xả tóc thật là sạch thôi. Và đây là búp bê sau khi chị đã dùng nước sạch để xả nè. Tiếp theo chị sẽ dùng một loại dầu xả để bôi lên tóc cho búp bê. Dầu xả thì công dụng của nó ai cũng biết rồi đúng không? Đó là làm mềm tóc, mềm mượt tóc hơn. Ngoài ra chúng mình có thể sử dụng cách cũ, đó là nước xả vải đúng không nè. Vừa mới bôi vào thôi là tóc búp bê rất là mềm rồi. Bây giờ sử dụng một cây lược. Và cây lược này là cây lược dùng để chải lông thú. Nó sẽ sắc hơn và chải tóc búp bê dễ dàng hơn. Nếu như mình chia tóc búp bê thành những phần nhỏ thì sẽ chải nhanh hơn, dễ hơn. Bây giờ khi chị chạm được vào trực tiếp mái tóc thì mới thấy là mái tóc rất mềm mượt luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải xả lại bằng nước sạch đúng không nè. Tóc búp bê đã khô rồi. Việc tiếp theo là sẽ tạo một kiểu tóc thật là xinh xắn cho cô nàng búp bê da ngâm này nha. Và chị quên nói nữa, tóc búp bê này thì có màu nâu vàng và còn có kiểu như là móc lai, một số những cái màu tóc sáng hơn, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Các em có thấy không nào? Chị đã chọn kiểu tóc cột cao lên đỉnh đầu cho búp bê và sử dụng thêm một lọn tóc để che đi cái cọng thun chị đã cột. Rất là dễ dàng luôn đúng không nào? Giờ chị chỉnh sửa lại một chút. Vậy là xong rồi. Tiếp theo chị Ami sẽ mặc cho búp bê này một bộ quần áo để đi dạ hội nha. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta cũng là những bộ quần áo để đi dạ hội. Tí nữa thì chị Ami sẽ hướng dẫn các em may một bộ váy đó. Đừng có vội vàng chuyển sang video khác nhé. Búp bê này mặc bộ váy đỏ trông thật là xinh xắn đúng không nào các em? Chúng mình hãy cùng mang giày và đeo túi xách vào cho búp bê nha. Nếu như các em thấy một cái bàn tay nào đó đang thò ra và phá đám thì đó chính là Simba đó. Chị Ami còn đeo thêm phụ kiện cho búp bê này nữa. Một đôi bông tai hình trái tim cực kỳ sang trọng. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cô nàng búp bê này nhé.
Và như lời đã hứa, chị Ami tiếp tục hướng dẫn cho các em may một bộ váy dạ hội. Rất là dễ luôn. Chị đang sử dụng một miếng vải thun có kẽ sọc như thế này. Và sẽ đo trên búp bê cắt ra một đoạn vừa nhé. Tiếp theo sử dụng thêm một cái đoạn vải ren và dùng kim chỉ để may nhúng đoạn vải này lại. Chúng ta sẽ làm một cái bộ váy đuôi cá. Chị sẽ sử dụng súng bắn keo để kết nối hai phần này lại với nhau. Vì chị biết là có một số bạn không biết may vá đúng không nào? Tất nhiên khi sử dụng súng bắn keo thì nó khá nóng, nên chúng ta hãy cùng làm với bố mẹ mình nhé. Và chị Ami đang gập cái phần váy lại, cũng dùng súng bắn keo để dán. Rất đơn giản, chỉ cần lộn ngược phần mặt phải của váy. Vậy là đã hoàn thành rồi. Mặc vào chống bê thử nhé. Wow, rất là vừa. Nhưng mà chị thấy ở cái phần này hơi thiếu, nên chúng mình sẽ may nhúng lại, tạo thành một điểm nhấn trước ngực của búp bê. Nhìn bộ váy sẽ xinh hơn. Và trang trí bởi một hạt đá màu tím. Chị kết hợp với một đôi giày màu đỏ và một phụ kiện, đó là một vòng cổ ngọc trai. Wow, vậy là búp bê đã tươi tắn để chuẩn bị đi dự tiệc được rồi đó các em. Các em có thích cái váy dạ hội này không nào? Chị Ami sẽ hướng dẫn các em làm thêm nhiều bộ đồ đẹp hơn nữa. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nhớ đăng ký kênh, nhấn like cho chị Ami nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt, bye bye.